rồi. Còn cái việc mà thắp nhang hay không thắp nhang á thì cũng tùy, cái này là tùy thôi. Tại có nơi thì hành thiền các vị đó không muốn thắp nhang, có nơi thì các vị thấy thắp nhang cũng không sao. À, cho nên là nó tùy. Nhưng mà như vậy nè, tại sao sư thắp nhang? Có giai đoạn sư không thắp nhang mà có giai đoạn sư thắp nhang. Đó không phải tại sư mà tại cái nhang. Khi nào có loại nhang tốt, tức là một là nhang trầm, hai là loại nhang không hóa chất, thắp lên không làm hại sức khỏe, thì sư thắp để tỏ lòng kính tin Đức Phật. Tại vì mình kính Ngài thì mình muốn dâng cái gì đó cho Ngài, thì ở đây mình dâng hương cho Ngài. Còn khi mà sư ngó thấy mà nhang mà toàn nhang quá chất là sư không bao giờ sư thắp. Ai muốn làm gì làm, sư không thắp. À, thì đó là cái sự khác biệt.